tôi đang giữ đang giữ nhân vật, đang giữ nhân vật. Cái này hấp dẫn nhất rồi. Kêu mất rồi, đúng rồi, kêu lên. Em giữ ha. Mình tỉnh rồi. Mọi người chạy hả? Em phải xong. Em phải xong. Em phải xong. Em phải xong. Thôi em bấm rồi em chưa. Thôi thôi đừng bấm luôn. Đấy, ai đem tới má hồng chưa? Anh, anh bị miệng lại. Ừ, phải xong. Mệt quá à, lấy cái cây hả anh? Ấy cái máy hồng thì quay lại nha. Động ha, động ha. Đậm đi mới lên hình được. Bấm, bả miệng lại anh. Đánh phấn chưa đánh phấn miệng lại. Bả miệng lại. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thôi, từ từ, chúng ta gọi là được rồi, tiếp nữa nè. Trời ơi, đẹp quá à. Thiếu nữ đâu nha. Cái này là bên tiên đó chụp hình lại á. Chết tao rồi. Tự kiếm 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 gì coi. Chưa trời đánh phấn hồng. Sao đánh phấn chi vậy hả? Để ta đánh mắt cho. Đánh phấn đi, đánh phấn hết rồi đánh mới hồng. Đánh phấn hết đi rồi đánh mới hồng. Đánh phấn hết rồi đánh mới hồng. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Sao môi nhiều á? Sao môi bé Ti tới 4 cây được. Bỏ tay ra. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp quá. Anh không muốn trở thành hot cơ. Không giành được chút của bé tên đâu. Đúng rồi. Người giành giật chất rồi. Nhìn. Đấy con. Nhìn. Chơi từ từ, từ từ. Chơi. Em giữ cái môi. Ê, em đồ chừng gãy anh. Được nhìn, rồi. Nhìn giống mấy. Nhìn giống mấy thằng giống lúc nãy trong quán quá. Đâu lắm á, đừng bấm. Rồi được chưa, ngồi dậy, ngồi dậy. Chưa. Tên chưa đánh mắt hồng xong mà. Dễ dưới được. Bỏ tay ra, đừng quên. Có con mắt màu đen, quên nữa. Đó, có con mắt màu đen. Đánh vô. Trời, tao chơi đủ bộ. Quýnh chứ. Mắc cà ra luôn. Không có cà ra. Mày mày đó. Trời nằm tới. Đánh ra. Giống là sốt cơ quá. Chết rồi. Chết rồi. Hot boy. Hot boy đây hả? Trời ơi. Kinh hãi quá. Vô. Hot boy. Cười cái coi. Giơ tay hả? Hot boy. Được rồi các bạn ha. Nè anh có lúc trang điểm nè. Chùa đi chùa nó dễ chùa hơn. Cái này nơi bên tiền chuẩn bị hết. Không cây còn tờ nó cây làm luôn. Hey!